30 giây à? Đúng rồi, chưa đến 1 phút. 1 phút đó chứ, 30 giây. 1 phút 30 giây. Bao nhiêu tiền đó chú? Cái này hả? Hả? À tùy vậy hả? Dạ, lăn về cho được không? Lăn về đưa luôn được không? Dạ, dạ rồi. Tịnh này cũng thèm này lắm đây, muốn lấy đây làm con du lịch thì ăn chơi vào đây biết không? Ừ. Biết không mà không dám làm thấy không được. Chừng đơn đánh lễ Di Đà Phật Phệ Tô Nguyện ngã nhân tâm bao thành tựu. Cái đó cũng là của anh vượng nhà mình đó hả? Đúng rồi. Hết luôn. Hết cái đảo luôn. Anh đi vòng qua bên cửa bé, bên chỗ cầu đá thấy rõ lắm. Gần nha, qua cầu gần xíu nè. Đảo rồi ra luôn mà. Gì đâu. Mà bằng đá không à? Em không có tiếng xe cũng cọ. Rồi ta tu để cho ta đúng rồi. Cảm ơn chú.